Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Fairy Bloomin Tarot. Mình đã là Rachel ha. Và ngày hôm nay mình sẽ trở lại với một chủ đề, đó là hạnh phúc lớn nào đang đến với các bạn. Với chủ đề ngày hôm nay thì mình sẽ có 3 tụ đá dành cho các bạn. Và lời đầu tiên mình xin cảm ơn các bạn viewer cũ của nhà Fairy. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với kênh trong thời gian vừa qua. Mình rất là biết ơn điều đó. Nếu như bạn là viewer mới, mình chúc các bạn sẽ tìm thấy thông điệp bổ ích, liên kết và cần thiết từ trải bài này nha. Đối với trải bài ngày hôm nay thì đây sẽ là tụ bài thứ nhất ha. Đây sẽ là đá Most Agate. Ở bên trong có rất là nhiều những cái đường vân, giống như là một khu rừng thu nhỏ. Rất là đẹp luôn. Với loại đá này thì mình thấy là mình được chữa lành rất là nhiều, bởi vì mình cảm giác là mình kết nối với mẹ thiên nhiên rất là mạnh mẽ. Còn đây là một loại đá mà được kết hợp giữa hai màu tím và xanh. Đây là đá mình được tặng, nên là mình cũng quên mất là tên gì rồi. Đây là loại đá mình hay cầm khi mà mình thiền. Và loại đá cuối cùng, tụ 3, chính là đá thạch anh tím ha. Rất là đẹp. Ok, và các bạn có thể chọn dựa vào trực giác nếu như mà có một tụ đá nào đó đã thu hút ánh nhìn của các bạn ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Nếu như mà không thì các bạn có thể chọn bằng cách đó là hít thở ba hơi thật sâu. Trong lúc các bạn hít thở, các bạn thấy, các bạn hãy suy nghĩ đó là hạnh phúc lớn nào đang đến với bạn. Và mở mắt ra, tụ đá nào thu hút các bạn nhất thì các bạn hãy chọn tụ bài đó. Nếu như có từ 2 hoặc cả 3 tụ đều thu hút thì các bạn có thể chọn với số lượng tương ứng để lắng nghe thêm thông điệp nha. Bây giờ mình sẽ đến với tụ đá đầu tiên. Hi, xin chào các bạn đã chọn tụ 1. Các bạn đã chọn tụ đá Most Agate rất là đẹp này ha. Và mình sẽ để đá của các bạn ở đây. Bây giờ mình sẽ lấy charm cho các bạn. Ngày hôm nay mình cũng sẽ lấy charm giấy và các bài tarot để trải cho các bạn nha. Và đây là charm giấy mà mình có. Thì với trang giấy này sẽ là những phước lành tổng quan. Và mình sẽ xem là thông điệp những hạnh phúc lớn nào đang đến với các bạn. Ok. Ok, mình đã lấy được 3 trang này cho các bạn ha. Thì mình sẽ xem thông điệp đầu tiên mà các bạn có là tình yêu viết lên tranh và sao. Wow, ok. Thì mình thấy ở đây nhá, hạnh phúc lớn mà đang đến với các bạn là một tình yêu rất là tâm linh, rất là lãng mạn. Và tình yêu này đã được viết lên trăng và sao ha. Và một cái mối quan hệ, một cái kết nối, nó mang cái tính chất định mệnh và nó rất là ngọt ngào ở đây. Trời ơi, chưa gì là thấy nở hoa rồi. Autumn, kỳ mùa thu ha. Có thể là cái thời điểm mà chín mùi, cái thời điểm mà nở hoa nhất, nó sẽ diễn ra vào mùa thu. Nhìn cho các bạn chọn tụ 1 nha. Rồi, và tiếp đến một trang nữa là số thiên thần 1212. Ok, thì các bạn có thể lên Google để tìm thêm số thiên thần 1212 dành cho các bạn nha. Theo mình nhớ không nhầm thì số 1212 này có ý nghĩa là những cái sự may mắn đang đến với các bạn, đang trên đường đến với các bạn. Do là mình thấy các bạn có thông điệp liên quan đến chuyện tình cảm rất là rõ ở đây, cho nên mình sẽ tiếp tục lấy charm về tình yêu dành cho các bạn ha. Và đây là bonus thêm cho các bạn chọn tụ 1 nha. Ok, thì mình sẽ xem hạnh phúc lớn nào đang đến với các bạn nha. Liên quan đến chuyện tình cảm ha. Có trách nhiệm, hardworking. Có thể là cái người mà có chuyện tình cảm lãng mạn viết lên trang ngoại sao với các bạn á, là một người rất là có trách nhiệm ha. Và cái người này rất là chăm chỉ làm việc rất là nhiều. Rất là chăm chỉ, rất là có trách nhiệm. Cam kết lâu dài, for life commitment. Yeah, trời ơi tụi một ơi.
Cái chuyện tình cảm này nó không chỉ lãng mạn đâu ha, mà nó còn có khả năng đi đến một cái sự cam kết rất là lâu dài. Và có thể đó là một cái bản hợp đồng mà bạn và cái người đó đã ký kết với nhau luôn rồi. Một cái bản hợp đồng mà sẽ cam kết với nhau dài lâu ha. Mình sẽ để cái trang này ở đây để cho các bạn lấy động lực nha. Wow. Cái người này là một người cực kỳ có cái sự thấu cảm. Cái người này đó có thể là họ có cái nguồn năng lượng rất là compassionate, rất là yêu thương, rất là bao dung độ lượng. Và người này họ nhớ chi tiết rất là tốt nha. Có thể là khi mà các bạn nói chuyện, khi mà các bạn tương tác với nhau á, những gì mà các bạn nói với cái người này á, họ sẽ nhớ rất là lâu. Và thậm chí là các bạn còn bất ngờ, vì đôi khi các bạn còn quên đi cái điều mà các bạn đã nói, nhưng mà cái người này họ sẽ nhớ nha. Rất là dễ thương. Gặp nhau qua công việc. Có thể là các bạn sẽ biết nhau thông qua công việc nè, thông qua công ty, thông qua đoàn thể, thông qua đội nhóm. Đó. Ok, gặp nhau thông qua công việc ha. Và thêm hai trang nữa dành cho các bạn. Come to teach and learn lessons. Wow. Có thể đây là một cái kết nối mà các bạn sẽ gọi là gặp gỡ nhau để mà cùng nhau học tập, cùng nhau phát triển bản thân, cùng nhau chữa lành nha. Ok. Và một cái trang cuối, hôn nhân hạnh phúc. Trời ơi, tụi một ơi, quá là rõ thông điệp dành cho các bạn luôn á. Thông điệp của các bạn là chuyện tình cảm. Và cái chuyện tình cảm này nó sẽ có cái sự cam kết lâu dài nha, cùng với một cái hôn nhân rất là hạnh phúc ha. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển sang lấy bài cho các bạn để bổ sung thêm thông điệp. Ok, hôm nay mình sẽ sử dụng bộ bài có tên là Modern Witch Tarot ha. Có thể cái nguồn năng lượng này á, là mối quan hệ này các bạn sẽ biết nhau thông qua một hội nhóm nha, hoặc là thông qua bạn bè giới thiệu, hoặc là thông qua công việc ha. Nhằm có cái sự gặp gỡ ở nơi đông người ha. Ok, cho câu hỏi là hạnh phúc lớn nào đang đến với tụi mình. Wow, các bạn có một cái nguồn năng lượng rất là cân bằng nè, rất là ổn định ở bên trong ha. Và cần hỏi mối quan hệ hạnh phúc lớn nào đang đến với tụi mình, hạnh phúc lớn nào đang đến với tụi mình. Eight of Cups, và Page of Swords, Nine of Wands. Các bạn chọn tụ một, có thể các bạn có rất là nhiều trách nhiệm ha, hoặc là các bạn làm việc rất là nhiều, các bạn là những người khá là nghiện công việc. Các bạn là những người làm việc rất là nhiều nè, hoặc các bạn có trách nhiệm cao với gia đình, với bản thân các bạn ha. Có thể các bạn làm con trưởng, hoặc là các bạn có em nhỏ ở đây, hoặc là cái người đến với các bạn là người có năng lượng như vậy. Nhưng mà either way thì mình thấy là các bạn làm việc rất là nhiều, các bạn là những người rất là có trách nhiệm. Làm việc nhiều, có trách nhiệm, hard working. Vậy so, ok. Hạnh phúc lớn đang đến với tụ một là gì? The Hermit. Năng lượng của tụ một rất là đẹp nha. Trusted.
phúc lớn đang đến với tụ một là gì? The Emperor. Wow. Năng lượng cao và đẹp. Hạnh phúc lớn đang đến với tụ một là gì? The Fool. Trời ơi, mình thích lá bài The Fool lắm luôn. Thông điệp đang đến với tụ một là gì? Hạnh phúc lớn đang đến với tụ một. Strength. Ok. Thì đối với cái trải bài Tarot ở đây á, thì mình thấy đó là câu chuyện của các bạn á, là một cái câu chuyện mà có thể các bạn có khoảng cách với nhau, các bạn có khoảng cách về địa lý với nhau, không cùng tỉnh, thành phố, quận, huyện, hoặc là các bạn khác quê, hoặc các bạn thật sự khác xa nhau về quốc gia luôn ha. Thì nếu như không thì các bạn có thể là đã có sự khác biệt về tuổi tác nè, độ tuổi, quan điểm, văn hóa ha. Đây là một kết nối mà mình thấy là có khả năng cao là các bạn đã từng một lần rời đi khỏi cái mối quan hệ này, hoặc là các bạn đã từng có cái sự ngắt kết nối sau đó mới kết nối lại với nhau. Và cái nguồn năng lượng khi mà các bạn ra đi ấy, thì các bạn có một cái chuyến hành trình để mà về nhà. Các bạn gọi là cái sự ra đi này nó không hẳn là cái sự ra đi đâu, mà thật sự là một cái chuyến đi để các bạn quay về với chính ngôi nhà của các bạn. Ngôi nhà ở đây các bạn có thể hiểu đó là chính cái sự thông thái, chính cái nguồn năng lượng ánh sáng ở bên trong của các bạn. Hoặc là cái việc đó là các bạn quay trở về và các bạn làm những điều mà linh hồn của các bạn mong muốn các bạn làm. Các bạn sống với đam mê, các bạn sống với những cái điều mà các bạn có thấy được cái sự trưởng thành của bản thân mình. Đó. Đó là lý do vì sao mà mình thấy là cái nguồn năng lượng The Hermit, cái nguồn năng lượng mà các bạn thấu thị, các bạn rất là tỉnh thức trong những điều các bạn làm, các bạn hiểu bản thân các bạn rất là rõ ở đây. Các bạn là một ngôi sao tự tâm, có nghĩa là tự bên trong các bạn sẽ phát sáng. Các bạn không cần có bất kỳ một nguồn sáng nào để mà giúp cho các bạn phát sáng cả. Các bạn là cái nguồn năng lượng mà tự bên trong của các bạn phát sáng ra bên ngoài. Và nó khiến cho cái nguồn phước lành của các bạn được tăng lên rất là mạnh mẽ ha. Và mình thấy là có thể là cái mối quan hệ mà có cái sự cam kết dài lâu và được viết lên trang và sao của các bạn á, là một mối quan hệ mà được viết lại từ đầu. Có một cái nguồn năng lượng là bắt đầu lại từ con số 0. Nhưng mà con số 0 này là một con số 0 rất là tròn, một con số 0 trọn vẹn ha các bạn. Có nghĩa là khi mà các bạn đã biết tin tưởng và các bạn biết tận hưởng hành trình á, thì mọi thứ đến với các bạn đều là phước lành, đều là một cái nguồn sáng. Và các bạn rất là đón nhận. Điều quan trọng và điều phước lành ở đây đó là các bạn thực sự đón nhận những cái điều đang đến với một cái con tim rất là biết ơn và với một cái tâm hồn rất là rộng mở nha. Cho nên mình thấy là có một cái sự khởi đầu trở lại, có một cái sự viết lên từ con số 0 đó. Và có thể là cái mối quan hệ của các bạn là một cái mối quan hệ mà giữa hai người á, khi mà nói chuyện á, thì cái sự nói chuyện nó sẽ cần có cái sự nương nhau rất là nhiều. Tại vì đôi khi các bạn dễ có cái lời qua tiếng lại, hoặc là dễ không có hợp nhau về cái khoảng ăn nói. Nhưng mà cái tình cảm, cái nguồn yêu thương của các bạn thì rất là mạnh mẽ luôn. Và mình thấy là justice ha, nó liên quan đến luật pháp, nó liên quan đến một cái điều gì đó mà sẽ được hợp lý, hợp pháp hóa. Cho nên mình thấy cái nguồn năng lượng hôn nhân hạnh phúc ở đây rất là mạnh mẽ nha. Các bạn có thấy là các bạn sẽ có được cái cán cân công lý, có nghĩa là cái mối quan hệ này á, các bạn là một mối quan hệ mà nó rất là cân bằng giữa cả hai các bạn luôn, không có ai bị lệch so với cái người còn lại cả. Giữa hai người là hai chiếc ly tình cảm đông đầy, rất là cân bằng với nhau, mà các bạn còn có hôn nhân hạnh phúc nữa thì rõ ràng rồi ha. Cái sự hôn nhân này là một cái hôn nhân rất rất cân bằng, rất tuyệt vời và hạnh phúc dành cho các bạn. Trời ơi, các bạn đi chung với The Fool nữa, trusted mà đi chung với The Fool nữa, thì mình thật sự là chúc mừng các bạn chọn tụ một luôn, không biết nói gì hơn luôn á. Giống như mình thấy là
Các bạn có biết là cái câu nói mà hay không bằng hên không? Thì với tụi một mình có cảm giác giống như là gia đình của các bạn là một gia đình mà đôi khi các bạn không hề lường trước được những điều mà đang đến với các bạn đâu. Nhưng mà các bạn cứ tận hưởng thoải mái bên nhau, các bạn cứ hạnh phúc, các bạn cứ bình dị trải qua từng ngày bên nhau. Nhưng mà cái điều đó nó lại khiến cho các bạn gọi là vượt qua những cái thử thách trở ngại một cách rất là êm đềm, rất là bình yên. Tại vì các bạn không biết sợ. Cái nguồn năng lượng khi mà các bạn không biết sợ thì các bạn sẽ nhẹ nhàng trải qua mọi thứ rất là êm đềm, và vũ trụ rất là tự hào về các bạn ha. Cái nguồn năng lượng của các bạn chọn tụ một ở đây á, có khả năng các bạn còn là những người mà có thể cảm nhau, giống như là các bạn có thần giao các cảm. Khi mà cái người kia họ có cái nguồn năng lượng, họ trải qua, họ cảm thấy một cái điều gì thì có thể các bạn cũng cảm thấy được luôn. Cái dòng nước của các bạn á, giống như các bạn có một cái dòng nước mà kết nối với nhau rất là mạnh mẽ ở đây ha. Và như mình đã nói đó, thì có thể là cái mối quan hệ này nè, trước đây các bạn đã từng trải qua một cái giai đoạn ngắt kết nối để học bài học nè. Có thể là do cái nguồn năng lượng của một bên thứ ba nào đó đã xuất hiện, giống như là bên thứ ba này không nhất thiết phải là người thứ ba nha các bạn, mà có thể là một cái sự lên tiếng từ bóng tối, từ cái tôi, hoặc là từ công việc, từ áp lực xã hội, từ áp lực gia đình đó. Và mình thấy ở đây nữa đó là những cái sự đầu tư của các bạn á, nó sẽ có cái sự nở hoa ha. Và cái nguồn năng lượng của cái người đang đến với các bạn là một người rất rất là mạnh, rất là cao. Cái người này họ có cái sự thành công trong công việc, trong cuộc sống ha. Và mình thấy họ cực kỳ có tiếng nói, có địa vị. Họ ở trên một cái ngôi vương mà mình có cảm giác là họ được rất là nhiều người kính nể đó. Và là cái người có trách nhiệm ha. Trách nhiệm, hardworking nha. Ok, mình sẽ lấy thêm vài cho các bạn có thêm thông điệp nha. Cho con xin kết nối với tụi mình. Cho con xin kết nối với tụi mình. Sorry các bạn, chọn tụ một thì mình vừa mới phát hiện ra là mình quên cắm loa vào, cho nên là có thể cái giai đoạn đầu của tụ một sẽ hơi bị nhỏ. Rất là sorry các bạn ha, nhưng mà bây giờ thì mình đã cắm loa vào rồi. Và ở đây mình thấy là hôn nhân lớn mà đang đến với các bạn là một hôn nhân cực kỳ xứng đáng để chờ đợi ha. Đây là một kết nối mà mình thấy là rõ ràng rồi, các bạn là một cái tình yêu được viết lên trăng và sao, một tình yêu lãng mạn, một tình yêu có cái nguồn năng lượng của sự tâm linh, của trực giác, của sự phát triển. Và ở các bạn, cái nguồn năng lượng của các bạn nó mang cái tính chất thiêng liêng và định mệnh rất là nhiều ha. Cho nên đây là một cái nguồn năng lượng, một cái sự hạnh phúc rất là lớn mà cực kỳ xứng đáng để các bạn chọn tụ một chờ đợi, cũng như là vững tin đón nhận một cách biết ơn và mở rộng nhất có thể nha. Ok, mình thấy là cái mối quan hệ này của các bạn là một mối quan hệ mà nó sẽ cực kỳ làm giống như là điều mà các bạn mong muốn trong chuyện tình cảm, giống như là một cái mối quan hệ rất là ngọt ngào, rất là chữa lành, rất là phát triển, trưởng thành và ôn hòa đó, yêu thương ha. Giống như là các bạn có một cái mong ước như thế nào về chuyện tình cảm thì mình thấy là mối quan hệ này nó sẽ rất giống với cái mong muốn của các bạn đó. Và là các bạn sẽ có những cái buổi nói chuyện, những cái cuộc nói chuyện đi từ con tim tới con tim với nhau, để mà nói cho nhau nghe được cái cảm xúc, nói cho nhau nghe được tình cảm thật sự mà đôi bên có với nhau ha.
những cái sự chia sẻ nó rất là cởi mở, nó rất là chân thành, nó đi từ con tim và ánh sáng với nhau rất là nhiều. Có thể là các bạn sẽ chữa lành được, các bạn sẽ làm việc được với cái nguồn năng lượng mà dễ có cái sự tranh cãi của cả hai trước đây. Giống như cái bây giờ các bạn sẽ biết cách để mà tương tác nói chuyện với nhau, làm sao để mà nó vui vẻ nè, nó cởi mở và nó lắng nghe nhau nhiều hơn ha. Và nó bớt cái tôi đi đó. Và cái người đang đến là một người họ cảm nhận được sâu sắc cái giá trị của bạn. Họ biết được giá trị của các bạn lớn và tuyệt vời như thế nào nha. Họ rất là tuyệt vời ha. Cái người này họ sẽ cực kỳ trân trọng, cực kỳ yêu thương và cực kỳ trân quý các bạn luôn. Họ yêu thương các bạn đúng như cái cách mà các bạn xứng đáng có được vậy đó. Wow, rất là tuyệt vời ha. Chúc mừng các bạn chọn tụ một rất là nhiều. Mình sẽ lấy thêm một vài những cái thông điệp mà người này muốn nói cho các bạn nha, để mà có thêm thông điệp dành cho các bạn. Cho con hỏi là hạnh phúc lớn của tụi một muốn nói gì với tụi một. Hạnh phúc lớn của tụi một muốn nói gì với tụi một. Hạnh phúc lớn của tụi một muốn nói gì với tụi một. Hạnh phúc lớn của tụi một muốn nói gì với tụi một. Hạnh phúc lớn của tụi một muốn nói gì với tụi một. Hạnh phúc lớn của tụi một muốn nói gì với tụi một. Dạ, chính xác luôn. Có cái nguồn năng lượng rất mạnh là các bạn đã từng biết nhau trước đây nha. Bởi vì mình thấy cái người này họ muốn nói với các bạn là các bạn không biết là cái điều mà khiến để cho các bạn ra đi nó khó khăn với họ như thế nào đâu. Cực kỳ là khó cho họ luôn á. Giống như là mình thấy họ đã rất là đau khổ, họ đã rất là tổn thương. Họ đã giống như là một chú sư tử mà bị đâm rất là nhiều nhát kiếm ha. Và rất là đau đớn luôn. Thì cái người này họ yêu thương bạn rất là nhiều. Và mình có cảm giác các bạn biết nhau rồi. Các bạn đã từng biết nhau, từng tương tác rồi ha. Và có thể là trong quá khứ các bạn đã có những cái tương tác mà có những cái nỗi sợ, có những cái việc, có những cái lời nói, có những cái hành động làm tổn thương đối phương. Và cái người này họ biết đó là lỗi của họ, nhưng mà họ lại somehow họ trách các bạn, họ đổ lỗi cho các bạn. Và cái người này họ nhận biết được cái điều đó. Họ nhận biết được cái nguồn năng lượng chưa trưởng thành của họ trước đây. Và họ rất là lấy làm có lỗi với các bạn nha. Và cái người này họ muốn là sẽ hơn, có nghĩa là hơn bạn với các bạn. Họ muốn đi xa hơn là bạn ha. Họ muốn là người yêu, họ muốn là tri kỷ, họ muốn là cái người sẽ đồng hành cùng bạn suốt kiếp nha. Wow. Và một cái nguồn năng lượng cuối nè, I want you. Cái người này họ muốn các bạn rất là nhiều. Tức là họ yêu thương các bạn bởi vì họ thật sự muốn các bạn, chứ không phải là vì họ có cái nguồn năng lượng là không có sự lựa chọn nha. Cái người này họ cực kỳ có nhiều sự lựa chọn luôn. Nhưng mà họ muốn các bạn là bởi vì họ thật sự thấy được cái giá trị, họ thật sự thấy được cái sự tuyệt vời và tỏa sáng ở bên trong các bạn ha. Một cái nguồn năng lượng mà nó rất là chữa lành, nó rất là tròn đầy ha. Và không có cái sự phụ thuộc, không có cái nguồn năng lượng của bóng tối ở đây nha. Bây giờ mình sẽ lấy thêm tram đá cho các bạn nha. Hạnh phúc lớn nào đang đến với tụi một. Hạnh phúc lớn nào đang đến với tụi một. Trời ơi các bạn ơi, các bạn có lại cái tram với ý nghĩa là tình yêu viết lên trăng và sao luôn á các bạn. Đây là tram mà mình, đối với mình thì nó là một cái mối quan hệ mà các bạn đã biết nhau từ rất là nhiều kiếp. Và nó chính là cái tram giấy này luôn đó. Wow, trời ơi các bạn ơi, nó rất là resonate. Thông điệp của các bạn rất rất liên kết ha. Từ tram giấy đến cả tram đá luôn. Ok. Và đây mình thấy là có vòng xe, bánh xe số phận nè. Và mình thấy là bánh xe phước lành và may mắn nó đã quay trong cuộc sống của tụ một rồi ha. Thì sẽ rất là xui chèo mát mái cho các bạn trong thời điểm sắp tới. Dreaming of the sea.
Có thể là khi mà hai bạn tương tác với nhau á, các bạn sẽ có cái nguồn năng lượng của cái việc là đi du lịch với nhau, đi du lịch biển nè, đi du lịch tới những nơi mà hai người sẽ có cái sự tận hưởng và rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc ha. Cái sự hạnh phúc nè, giống như hiện tại thì name tag của các bạn là sự hạnh phúc, là niềm vui. Giống như là đối với các bạn thì các bạn sẽ chọn niềm vui, các bạn sẽ chọn bình an, chứ các bạn sẽ không muốn những cái mối quan hệ mà nó quá phức tạp nữa. Các bạn có tra máy bay nè, thì nó lại lặp lại cái thông điệp đó là có thể các bạn sẽ có cái sự xa cách với nhau về mặt địa lý ha. Ở đây có cua nè, thì có khả năng cao đó là các bạn là những người có thể là trội cung cự giải, hoặc là người kia họ trội năng lượng cự giải ở trong bản đồ sao. Thì đó là một cái nguồn năng lượng của gia đình, là một cái nguồn năng lượng rất là muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc, muốn xây dựng một gia đình mạnh mẽ, yêu thương và ấm áp đó. Và các bạn đã từng đeo mặt nạ với nhau ha, các bạn đã từng che giấu tình cảm, che giấu cảm xúc thật, che giấu các bạn là ai đó trong cái mối quan hệ, trong cái sự tương tác trước đây của cả hai. Thì lần này quay lại á, sẽ là một cái nguồn năng lượng rất khác, sẽ là một cái nguồn năng lượng của một cái bánh xe chuyển động rất là mạnh, rất là xuôi dòng và rất là chữa lành đó. Và một cái nguồn năng lượng cuối đó là blooming nha, nở hoa các bạn ơi. Tình yêu nở hoa ha, tình yêu không những nở hoa đâu các bạn, mà các bạn còn có cánh nè, giống như là được chắp cánh thêm, giống như là cái mối quan hệ này nó sẽ vững mạnh hơn bao giờ hết ha. Ok, mình sẽ lấy thêm một số cái trang về thời gian cho các bạn ha. Về thời gian thì mình thấy là sau một năm hẹn hò, ok, và timeless eternal, trời ơi, thấy chưa các bạn ơi, các bạn trong tụi một có có thấy được cái nguồn năng lượng của sự vĩnh cửu không các bạn? Thì đây mình thấy là đây là một cái kết nối vĩnh cửu, một cái kết nối mà nó vượt kiếp sống, vượt thời gian ha. Và thật ra thì các bạn có rất nhiều thời gian, các bạn đừng lo nha. Có nghĩa là tương tác của các bạn là một tương tác mà nó không có thời gian đo đâu ha. Khi mà các bạn ở bên nhau thì các bạn còn rất nhiều kiếp sống khác để ở bên nhau luôn đó. Tình linh hồn của các bạn ở bên nhau rất nhiều kiếp sống rồi đó. Và đây là một cái dấu mốc của các bạn là sau một năm hẹn hò. Có thể là sau một năm hẹn hò các bạn sẽ có một cái nguồn năng lượng nào đó mà các bạn đi đến một cái sự cam kết, đi đến một hôn nhân hạnh phúc ha. Ok, rồi, thì đây sẽ là toàn bộ thông điệp mình muốn dành cho tụi một. Nếu như câu chuyện của các bạn có liên quan thì hãy để lại bình luận cho mình biết. Nếu như chưa đăng ký kênh hãy đăng ký để xem thêm nhiều video khác. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau ha. Bye bye. Hi, xin chào các bạn đã chọn tụ 2, các bạn đã chọn lá bài. Các bạn đã chọn tụ đá này, tụ đá màu xanh, tím, rất là đẹp ha. Và lời đầu tiên mình xin cảm ơn các bạn viewer cũ của nhà Fairies. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với kênh trong thời gian vừa qua, mình rất là biết ơn điều đó. Nếu như bạn là viewer mới, mình chúc các bạn sẽ tìm thấy thông điệp bổ ích, liên kết và cần thiết từ trả bài này nha. Đối với trả bài của ngày hôm nay thì mình sẽ lấy trang giấy và bài để mà trả cho các bạn ha. Thì bây giờ mình sẽ kết nối năng lượng với tụ bài của các bạn. Ok, và bây giờ mình sẽ sử dụng trang giấy này để lấy thông điệp dành cho các bạn trước. Wow, mình lấy được khá là nhiều jam dành cho các bạn chọn tụ 2 nha. Và bởi vì jam này là những jam mà mình gửi rất nhiều niệm lành, cho nên là các bạn chọn tụ 2 rất may mắn ha. Enjoy life to the fullest. Wow, mình thấy là hạnh phúc lớn mà đang đến với các bạn là một hạnh phúc mà các bạn sẽ cực kỳ tận hưởng cuộc sống. Các bạn sẽ có được cái cơ hội, có được cái cơ may
để các bạn nhìn thấy được rất là những điều tuyệt vời và kỳ vĩ trong cuộc sống. Có thể các bạn sẽ thường hay thấy được những cái cảnh mặt trời mọc, mặt trời lặn, những cầu vồng, những cái cảnh rất là đẹp trong cuộc sống mà vũ trụ thường hay cho các bạn thấy ha. Đó, các bạn có được cái cơ may để mà tận hưởng cuộc sống một cách rất là trọn vẹn. Oh wow. Các bạn có một cái thông điệp, có một cái charm nói về chuyện tình yêu. Đó chính là một người nào đó đang có nguồn năng lượng mơ về các bạn và nhận ra được cái kết nối rất là sâu sắc. Ok, thì đây sẽ là liên quan đến chuyện tình cảm khá là nhiều ha. Mình thấy có thể là có một người họ mơ về các bạn rất là nhiều và họ nhận ra được cái kết nối này có một cái sự sâu sắc nhất định ha. Cosmic love. Wow, tụ hai ơi, các bạn có được một cái tình yêu nó mang cái tính chất rất là tâm linh và có thể đây là một kết nối các bạn đã biết với nhau từ nhiều kiếp rồi ha. Nhà một cái kết nối nhiều kiếp, một kết nối rất là sâu sắc. Trời ơi, dễ thương quá. Các bạn có thấy cầu vồng không? Các bạn có thấy cái nguồn năng lượng nó rất là may mắn, nó rất là phước lành. Ok, unlimited ideas. Wow, tụi hai, các bạn sẽ có được rất là nhiều những cái ý tưởng nè, những cái thông điệp, những cái sự chỉ dẫn từ vũ trụ mà nó là unlimited nha. Có nghĩa là không hề có giới hạn luôn ha. Cái sự sáng tạo của các bạn trong thời điểm sắp tới nó sẽ rất là tỏa sáng, nó sẽ rất là bay bổng, nó sẽ rất là phát quang nha. Và các bạn sẽ nhận được rất là nhiều những cái sự chỉ dẫn nè, những cái ý tưởng rất là sáng tạo, rất là táo bạo đến từ thiên đàng, đến từ ơn trên dành cho các bạn ha. Wow, trời ơi, tụ hai tuyệt vời quá à. Tụ hai liên quan mạnh mẽ đến tâm linh ha. Thì mình thấy là có thể các bạn chọn tụ hai đang được kêu gọi để mà phục vụ cho nhân loại, hoặc là để phục vụ cho life purpose, cho mục đích sống của các bạn rất là nhiều. Các bạn có số thiên thần 8989 ha. Đây là một số thiên thần rất là hiếm, mình rất là hiếm gặp. Nhưng mà các bạn có con số này, có thể các bạn nên lên Google để tra thêm thông điệp về con số này ha. 1234, tình yêu, vũ trụ yêu thương các bạn rất là nhiều. Và mình cũng không lấy làm lạ đâu, bởi vì các bạn có cosmic love nè, tình yêu vũ trụ của các bạn, giống như là Ngài yêu thương các bạn rất là nhiều ha. Và đó là lý do vì sao mà Ngài cho các bạn những cái ý tưởng nó vô cực luôn, nó không có giới hạn luôn. Oh so, yeah, chính xác luôn. Tụ hai là những người mà các bạn là những linh hồn rất là già dặn trong trái đất rồi. Các bạn đã sống rất nhiều kiếp rồi, các bạn đã chứng kiến rất là nhiều việc ha. Eternal love, universal love. Tụ hai là một tụ rất may mắn nha các bạn. Thật sự luôn, mình nghĩ là các bạn nên biết ơn thật là nhiều. Tại vì mình thấy là các bạn có một cái tình yêu vĩnh cửu nè, và các bạn được yêu thương, được ơn trên dẫn dắt và theo dõi rất là nhiều ha, nâng tầng năng lượng nữa. Tụ hai có khá là nhiều phước lành đến trong cuộc sống trong thời điểm sắp tới. Và attract new love, các bạn đang thu hút một tình yêu mới đến trong cuộc sống nha. Ok, yeah. Rồi bây giờ mình sẽ lấy là bài để mà làm rõ thêm thông điệp dành cho các bạn ha. Với tụ hai thì mình thấy là các bạn không chỉ liên quan đến chuyện tình yêu, mà các bạn còn là một cái tình yêu lớn hơn, một tình yêu mang cái tầm vũ trụ nữa. Có nghĩa là các bạn có thể là sẽ bước đi trên một cái hành trình riêng của bản thân bạn. Các bạn đang có rất là nhiều một chân trời mới đang đợi các bạn để tiến về phía trước đó. Các bạn đang được kêu gọi ra lá thế giới nè, các bạn thấy không? Mình có lá thế giới cho các bạn ha. Bởi vì mình thấy là một cái chương cũ á, nó đã đến thời điểm để khép lại trong cuộc sống của tụ hai rồi. Và bây giờ là một thế giới luôn, một thế giới đang ở trước mặt các bạn. Thì các bạn muốn đi theo hướng nào? Các bạn đang cảm thấy được thôi thúc đi theo cái con đường, đi theo cái hành trình nào, thì các bạn hãy nên hành động ha, nên bắt tay vào làm cái điều đó. Bởi vì các bạn được ủng hộ rất là nhiều, các bạn được vũ trụ yêu thương, và trời ơi,
thật sự luôn á các bạn, theo Universal Love nè, Cosmic Love, Unlimited Ideas là ba lá bài nói rất rõ về cái việc đó là các bạn được vũ trụ yêu thương rất là nhiều. Các bạn đến với trái đất này không chỉ là để các bạn có được tình yêu cho riêng mình, mà các bạn còn là để lan tỏa tình yêu ra cho mọi người, cho cộng đồng, cho những người thân yêu của các bạn. Hoặc thậm chí nha, nếu như mà năng lượng của các bạn mạnh và các bạn đủ ý chí, thì có thể cái tình yêu đó nó sẽ dành cho nhân loại nữa, nó dành cho những cộng đồng lớn của các bạn nữa ha. Okay, cho con hỏi là hạnh phúc lớn nào. Wow, các bạn có 10 ly. Tụi hai nở hoa rồi. Tụi hai blooming rồi ha. Ok. Cho con hỏi là hạnh phúc lớn nào đang đến với tụi hai. Chính kiếm. Dạ, chính xác luôn, chính xác luôn. Các bạn là những người đến trái đất này để trải nghiệm, để học bài học của con người ha, để cảm nhận, thấu cảm những nỗi đau của con người, những cái trải nghiệm không hề dễ dàng, thậm chí là đau đớn tột đỉnh luôn, để các bạn thấu cảm được với nỗi đau chung của nhân loại nha. Trời ơi, chính xác luôn, các bạn thấy không, 9 kiếm rồi tới 10 kiếm luôn nè. Các bạn là những linh hồn rất là tuyệt vời, các bạn yêu thương nhân loại rất là nhiều ha, cho nên là các bạn chọn là trải nghiệm nỗi đau cùng với nhân loại luôn, để các bạn hiểu được họ phải trải qua những gì, để các bạn sau này có thể là từ những cái trải nghiệm đó và các bạn giúp họ chữa lành, các bạn giúp họ thoát khỏi những cái nỗi khổ của họ ha. Ok, thì con hỏi là hạnh phúc lớn của tụ hai là gì? 5 kiếm. Một cuộc chiến đã tàn ha, chính xác luôn. Trời ơi, một cái cuộc chiến đau lòng, một cái cuộc chiến rất là nhiều nước mắt đã ở lại đằng sau rồi, thì các bạn sẽ chuẩn bị đón nhận những cái phước lành ha, những cái chân trời mới mở ra dành cho các bạn nè, và một ước mơ sẽ trở thành hiện thực dành cho tụi hai. Ok, bây giờ để mình xem nha, hạnh phúc lớn mình cho tụi hai là gì. 4 gậy luôn, trời ơi, tụi hai quá là tuyệt vời luôn các bạn ơi. Hạnh phúc này là một hạnh phúc mà các bạn sẽ thật sự có cái sự ăn mừng ở đây, các bạn sẽ thật sự có được cái hạnh phúc mà được chúc mừng, được những người khác họ cũng chung vui cùng với các bạn luôn. Có thể là bởi vì họ, những người mà xung quanh các bạn á, họ đã chứng kiến, họ đã ở đó cùng với các bạn trong cái khoảng thời điểm mà các bạn đã phải đấu tranh, đã phải trải qua những cái bài học và phải trả những cái quả trong thời điểm trước, cho nên là cái thời điểm mà khi các bạn hạnh phúc, khi các bạn có được cái quả ngọt trong thời điểm sắp tới á, thì mọi người sẽ chung vui cùng với các bạn, rất là nhiều người sẽ cảm thấy là đó là cái hạnh phúc cực kỳ xứng đáng dành cho các bạn luôn. Wow, các bạn có The Sun, các bạn có Nine of Pentacles. Ok, cho con hỏi hạnh phúc lớn đang đến với tụi hai là gì. Judgment. Hạnh phúc lớn đang đến với tụi hai, 7 kiếm. Hạnh phúc lớn đang đến với tụi hai, The Magician. Các bạn là một cái nguồn năng lượng của bậc thầy về mặt luật hấp dẫn ha. Thông điệp và hạnh phúc lớn đang đến với tụi hai là gì? 2 kiếm. Thông điệp dành cho tụi hai, Ace of Cups. Chính xác luôn. Một cái tình yêu mới, một cái tình yêu ngọt ha. Và Page of Pentacles. Ok, đối với tụ hai mình thấy là cái chương cũ các bạn đã đi qua là một cái chương mà nó gần như là một quãng hành trình rất là dài, mà các bạn cảm thấy là các bạn đã phải cực kỳ mạnh mẽ, kiên cường, và các bạn
làm việc với để chống chọi lại cái khoảng thời gian đó cực kỳ kiên nhẫn và nhẫn nại ha. Thì đó là lý do vì sao mà mình thấy là một cái chương cũ nó đã khép lại rồi, và hiện tại sẽ là một cái chân trời mới được đưa đến cho tụ hai, một chân trời mới, một thế giới mới dành cho các bạn ha. Yeah, the world thể hiện cho cái nguồn năng lượng của cái sự rộng mở nè, cái sự thành công, cái sự hạnh phúc và cái nguồn năng lượng bất tận nữa. Yeah, thì mình thấy ở đây á, thứ nhất là sẽ có một cái đối với tụ hai á, thì có thể là các bạn sắp sửa sẽ nhận thêm những cái dự án mới nè, trong công việc ha, các bạn sẽ nhận thêm những cái dự án mới, hoặc là các bạn sẽ đứng ra để mà chịu trách nhiệm, các bạn sẽ đứng ra để mà lãnh đạo, để đứng ra để dẫn đầu một cái đội nhóm nào đó, và các bạn sẽ rất là vững vàng, các bạn sẽ rất là gọi là cẩn thận, chỉnh chu khi các bạn làm cái dự án đó ha, hoặc là một cái công việc riêng của các bạn nha. Ừ. Nếu như không phải là công việc trong công ty thì cũng là một công việc riêng của các bạn, và mình có cảm giác là các bạn cực kỳ cẩn thận và thận trọng, và các bạn cũng là một người được người khác tin tưởng rất là nhiều, các bạn được tín nhiệm, các bạn là những người mà khi mà các bạn đã làm thì các bạn sẽ bỏ công bỏ sức rất là nhiều ha, chứ không phải là làm rồi thôi, làm để cho có đâu nha. Tụ hai là một tụ mà các bạn khi mà đã cố công cố sức, khi mà các bạn đã thật sự làm một cái điều gì đó thì các bạn sẽ rất là tập trung, rất là tập trung. Do đó mình thấy là dự án, cái kế hoạch đó của các bạn á, nó đi theo một cái chiều hướng rất là sáng, nó đi theo một cái chiều hướng rất là thành công ở đây. Mình thấy có một thành công đang chờ đợi tụ hai ở thời điểm sắp tới ha. Với năng lượng của The Sun, với năng lượng của mặt trời và những cái sự ấm áp, những cái sự sinh sôi nảy nở của sự sống, thì có khả năng là cái dự án mà các bạn đang làm, đang theo đuổi nè, hoặc là đang thực hành, đang làm á, nó sẽ có cái sự phát triển và blooming, nở hoa ha. Tại vì đối với cái lá bài The Sun ở đây á, thì mình thấy rõ ràng là các bạn có được cái sự nở hoa rất là mạnh mẽ nè, và những cái niềm vui và tiếng cười ở đây nữa ha. Và các bạn rất là mạnh mẽ tiến về phía trước. Cái hành trình của các bạn sắp tới sẽ là cái hành trình mà các bạn đi thẳng về đích đó, nhắm thẳng vào đích và bắn thôi đó. Rất là tuyệt vời. Thì một cái cuộc chiến đã tàn, một cái cuộc chiến mà mình thấy tụ hai đã phải cố gắng với bản thân rất là nhiều ha. Mình cảm giác là các bạn chọn tụ hai á rất là tuyệt vời, các bạn có một cái sức sống mãnh liệt ở bên trong luôn. Tại vì 9 kiếm rồi 10 kiếm, cái điều mà đến với các bạn á giống như là các bạn chịu rất nhiều nỗi đau. Và mình nghĩ đó là lý do vì sao mà linh hồn của các bạn á có một cái tình yêu vĩnh cửu, có một cái tình yêu nó mang cái tính chất rất là bao la với nhân loại ha. Thì ở đây sắp sửa sẽ có một cái ước mơ trở thành hiện thực cho tụ hai. Và đây mình thấy nữa ha, đó là các bạn trong thời điểm sắp tới sẽ có một cái nguồn năng lượng rất là tuyệt vời, rất là đẹp. Các bạn sẽ là những nhà học thuật gia, các bạn sẽ là những bậc thầy trong cái việc đó là các bạn thu hút kiến tạo những điều mà các bạn mong muốn đến trong cuộc sống. Và các bạn là bậc thầy của luật hấp dẫn. Rất là tuyệt vời ha. Thì mình thấy là nguồn năng lượng của tụ hai sẽ là một cái nguồn năng lượng mà trong thời điểm sắp tới các bạn sẽ có cái sự thức tỉnh tâm linh rất là mạnh mẽ, hoặc là các bạn sẽ có cái sự thức tỉnh cao hơn nếu như mà các bạn đã có thức tỉnh tâm linh rồi ha. Tại vì ở đây với judgment á, thì mình có cái cảm giác là với tụ hai á, các bạn sẽ đi vào một cái khoảng thời điểm mà các bạn sẽ clearing karma, các bạn sẽ bắt đầu trả nghiệp rất là nhanh.
Có thể là các bạn sẽ bắt đầu gặp lại những cái nỗi sợ cũ, các bạn sẽ bị trigger, các bạn sẽ bị kích hoạt lại những cái sự những cái tôi, những cái bóng tối linh hồn cũ ha, và những cái sự việc đến kích hoạt cái điều đó chính là những cái karma mà các bạn đang gọi là clearing, các bạn đang loại bỏ khỏi cuộc sống, các bạn đang trả nha. Và sau đó thì mình thấy là cái tầng năng lượng của các bạn sẽ nâng cao hơn rất là nhiều, đồng thời cũng như là cái ý thức cũng như là cái sự tỉnh thức của các bạn á, nó sẽ rõ ràng là cao thêm một bậc nữa đó nha. Và mình có cảm giác là các bạn chọn tụ hai, các bạn đã nấn ná với cái việc này khá là lâu rồi, cho nên là đây là cái thời điểm mà vũ trụ sẽ thúc các bạn rất là mạnh. Ngài sẽ đưa đến cho các bạn những cái sự kiện nè, Ngài sẽ cho các bạn những cái bài học, những cái trải nghiệm để mà các bạn thực sự thoát ra khỏi được cái điều mà các bạn đang phân vân, đang ngần ngại, đang nấn ná, hoặc là đang rất là sợ không muốn thay đổi ha. Mình thấy là các bạn chọn tụ hai á, các bạn sẽ vượt ra khỏi được cái vùng mà các bạn rất là gọi là lo lắng khi mà phải bước ra khỏi cái vùng đó. Ok, và thêm nữa thì mình thấy là ở đây sẽ có một cái tình cảm mới, một cái tình yêu mới dành cho tụ hai nha. Một tình yêu mới với rất nhiều cảm xúc, rất nhiều tình yêu thương, rất nhiều cái sự lãng mạn ở đây. Và một người họ đang cầm một cái chiếc ly tình cảm rất là đầy để mà tiến tới với các bạn ha. Người này thì mình thấy là có cái nguồn năng lượng của cái sự nhanh nhẹn, trẻ trung và thông minh, lý trí rất là lanh lẹ trong cuộc sống. Nên cái người này họ tới với các bạn khá là sớm ha. Mình thấy là họ đang tiến tới các bạn rất là nhanh. Yeah. Và cái nguồn năng lượng này là một cái nguồn năng lượng có thể là các bạn sẽ thực sự tiến tới một cái gia đình với nhau nha. Và một cái cổng chào mừng, một cái sự chiến thắng, một cái gì đó mà người ta sẽ rất là ăn mừng những tiệc cưới, những cái đám, những cái tiệc tùng rất là vui vẻ ở đây ha. Thì cái người này khi mà đến có thể là họ sẽ rất là muốn có được một cái sự cam kết với các bạn. Họ thực sự đến để mà cam kết, để mà xây dựng một gia đình 10 ly với các bạn chọn tụ hai ha. Tụ hai các bạn có một cái gia đình rất là vui, rất là may mắn phước lành, với cầu vồng và những đứa trẻ, với những cái sự ôn hòa ha, hòa mình với thiên nhiên đang chờ đợi các bạn chọn tụ hai rất là tuyệt vời ở phía trước nha. Trời ơi, mình vừa mới lấy được wedding luôn nè các bạn. Sẽ có một hôn nhân đang chờ đợi tụ hai ở phía trước nha. Nếu như mà các bạn nào vẫn đang có người yêu rồi thì có thể khả năng cao đó chính là cái việc các bạn sẽ trở thành vợ thành chồng của nhau rất là rõ ở đây. Và ở trải bài này thì sẽ trụ cung khí song tử bảo bình thiên bình, cung đất ma kết kim ngưu xử nữ, và cung nước đó là xong ngư cười giả bò cạp ha. Không nhất thiết phải là cung mặt trời nha các bạn, có thể là cung mặt trăng, điểm mọc, cung nhà lá số 7 nha. Nhưng mà mình thấy rõ nhất là cái nguồn năng lượng của ba cung đó. Cho con hỏi là hạnh phúc lớn nào đang đến với tụ hai, hạnh phúc lớn nào đang đến với tụ hai, hạnh phúc lớn nào đang đến với tụ hai. Ok, một số trường hợp khác thì mình thấy là có thể là các bạn sẽ có vừa người cũ lẫn người mới sẽ đến nha. Và cái tình yêu mới này thực chất là bình cũ rượu mới. Yeah, giống như là mình thấy là sẽ có một người cũ nữa sẽ quay về với các bạn. Và cái người cũ này á, là người mà
Trước đây họ đã từng có healing family issues, tức là họ đã từng có cái nỗi lo, họ đã từng có sự tổn thương về đứa trẻ bên trong. Có thể là gia đình của họ không có được hạnh phúc, ba mẹ của họ ly thân ly dị, hoặc là họ có ba hoặc mẹ mất sớm ha. Cho nên là trong cái lần tương tác trước thì cái người này họ đã rất là mập mờ, hoặc là họ đã từng không có dám đối diện với cái tình cảm mà họ có dành cho các bạn. Thì với lần này quay lại á, mình thấy họ sẽ make the effort. Họ sẽ nỗ lực rất nhiều về cái mối quan hệ này ha. Và có khả năng đây là the one của các bạn, có khả năng đây chính là người đó ha. Là người mà partner, là một người đồng hành và là người yêu, người thương, chồng vợ tri kỷ của các bạn. Giờ mình sẽ lấy thêm jam về thời gian dành cho các bạn chọn tổ 2 ha, để các bạn có thêm thông tin. Tụ hai rất là ưu ái về thông điệp. Rõ ràng là mình thấy vũ trụ rất là ưu ái các bạn ha. Ok, sau 5 năm hẹn hò. Có thể là cái nguồn năng lượng của các bạn sẽ hẹn hò với nhau lâu dài, dài lâu ha. Bởi vì rõ ràng rồi, một cái gia đình hạnh phúc, một gia đình 10 ly dành cho các bạn nè. Thì có khả năng là sau 5 năm hẹn hò, sau 5 năm mà các bạn quen biết nhau, sẽ có một cái dấu mốc nào đó dành cho cái mối quan hệ này ha. As soon as possible, càng sớm càng tốt nè. Nhá, cái này là cái thời điểm mà các bạn gặp lại cái người này sẽ rất sớm nha. Và vũ trụ cũng như là ơn trên đang cố gắng thúc đẩy cái mối quan hệ này rất là mạnh mẽ. Date tháng 12, thì có thể là các bạn trong đây sẽ sinh tháng 12, và tháng 12 sẽ có một cái sự kiện nào đó dành cho các bạn. Come close, yeah, rất là gần rồi. Đối với tụ hai thời điểm này rất là gần rồi ha. 7 tháng, có thể là 7 tháng kể từ thời điểm hiện tại nha. Thì các bạn sẽ thấy được cái nguồn năng lượng nở hoa, cái nguồn năng lượng của ánh mặt trời, của những cái sự thành công đang đến với các bạn trong công việc, trong sự nghiệp ha. Đó. Ok, 8 tháng, 7 đến 8 tháng. Thông điệp rất là gần nhau ha, rất là liên kết luôn. Và 1 năm. Ok, thì nó là những mốc thời gian dành cho các bạn chọn tụ 1 ha. Các bạn có thể liên kết vào trong câu chuyện của các bạn để có thêm thông điệp nha. Ok, thì đó là toàn bộ thông điệp mình muốn dành cho tụ 2. Sorry nếu mà mình lỡ nói nhầm tụ ha. Đôi khi mình sẽ chú ý vào thông điệp á, và mình sẽ quên mất cái tên của tụ. Và nếu như mà các bạn đã sẵn sàng để đón nhận những thông điệp này thì các bạn hãy để lại bình luận ha. Bất kỳ thông điệp nào cũng được, để mà như là một cái sự khẳng định dành cho những thông điệp các bạn đã đón nhận. Và nếu như câu chuyện của các bạn có liên quan thì hãy để lại bình luận cho mình biết. Nếu như chưa đăng ký kênh, hãy đăng ký để xem thêm những video khác. Hẹn gặp lại các bạn chọn tụ 2 ở những video lần sau nha. Bye bye. Hi, xin chào các bạn đã chọn thạch anh tím. Khối đá thạch anh tím rất là đẹp ha. Mang tính chất của sự chữa lành và phát triển tâm linh rất là mạnh mẽ. Ok, với trả bài ngày hôm nay thì mình sẽ lấy trang giấy và các lá bài để mà trả cho các bạn về thông điệp nha. Ok, mình sẽ sử dụng trang giấy tổng quan, phước lành tổng quan này. Đây là một trang giấy mà mình đã gửi rất nhiều niệm lành vào đây. Cho nên là mình sẽ xem là vũ trụ muốn gửi đến phước lành thông điệp gì cho các bạn nha. Ok. Mình lấy được khá là nhiều jam phước lành cho các bạn nha. Bởi vì mỗi một thông điệp ở đây thì nó đều mang cái tính chất rất là may mắn đó các bạn. Ok. Đầu tiên các bạn có Wise Leader. Wow. Tụ ba ơi, các bạn là những nhà lãnh đạo tài ba. Các bạn là những người vô cùng thông thái. Các bạn có kỹ năng, các bạn có cái khả năng để mà lãnh đạo, để mà chỉ dẫn đường, để mà đưa ra lời khuyên, hoặc là chịu trách nhiệm cho một đoàn thể đội nhóm nào đó rất là tốt. Các bạn có cái phong thái của cái nhà lãnh đạo ha.
của những người mà được người khác tín nhiệm, được người khác đánh giá cao. Và các bạn có cái phong thái đi đầu rất là tốt. Các bạn là ngọn đuốc dẫn đèn. Sorry, các bạn là ngọn đuốc dẫn đường cho người khác ha. Cái charm này hình như cũng có ở một tụ trước, tụ 2 thì phải. Ok, mình thấy là có một người họ mơ về các bạn rất là nhiều. Và họ nhận ra được một cái kết nối rất là mạnh, rất là sâu sắc giữa cả hai. Thì có thể cái người này là người có kết nối về linh hồn với các bạn. Hoặc thậm chí là cái người này họ đã từng tương tác, từng nói chuyện, từng trong một mối quan hệ với các bạn nha. Các bạn có một con số soi gương là 1001 ha. Ok, các bạn có thể lên để mà tìm hiểu về con số này sau khi mà trả bài này kết thúc nha, để mà biết thêm thông điệp các vị thần muốn gửi đến các bạn. Venture, new adventures. Wow, tụ ba đang có một cái hành trình mới chờ đón các bạn ha. Các bạn đang có một cái chuyến đi mới nè, những hành trình mới, những cái trải nghiệm mới đang chờ đón các bạn nha. Trời ơi, vui quá. Đối với mình thì mình rất là thích những cái kinh nghiệm là những cái chuyến đi mới, những cái hành trình mới ha. Thì tụ ba các bạn có cái điều đó. Và connect with your inner light. Ôi, tụ ba là một tụ rất là thông thái luôn. Cái việc mà các bạn kết nối được với ánh sáng bên trong của các bạn á, có thể đó là lý do vì sao mà các bạn bỗng trở thành một cái người đi đầu, một cái kim chỉ nam, một hình tượng, một nhà lãnh đạo, một người đi trước mà được rất là nhiều người họ ngưỡng mộ, họ yêu mến ha. Tại vì các bạn rất là thấu thị, các bạn rất là thông tuệ, và các bạn kết nối lại được với ánh sáng bên trong của các bạn. Các bạn là ngọn đuốc tự tâm đó. Cho nên là mình thấy các bạn giống như là trong thời điểm sắp tới ha, các bạn sẽ dành thời gian cho bản thân bạn một mình rất là nhiều, thay vì là đi ra ngoài hoặc là kết nối lại sâu gốc với bản thân các bạn, với ngôi đền tâm linh, ngôi đền linh hồn ở bên trong của các bạn rất là nhiều đó. Và các bạn giống như là người mà tạo cảm hứng cho rất là nhiều người khác, họ làm, họ đi theo, hoặc là họ theo đuổi đam mê, theo đuổi ước mơ của họ. Thì cho con hỏi là hạnh phúc lớn nào đang đến với tụ ba? Hạnh phúc lớn nào đang đến với tụ ba? Các bạn có King of Cups ha, một vị vua ly. Ở đây thì sẽ là trội cung nước, song ngư cự giả bọ cạp. Okay. Một người có rất là nhiều tình yêu thương và cảm xúc. Một người giàu lòng nhân ái ha. Có thể là rất là phóng khoáng, rất là yêu thương. Các bạn có judgment đúng luôn, đúng với cái nguồn năng lượng của cái việc các bạn sẽ kết nối lại với ánh sáng bên trong. Thì mình thấy là với tụ ba các bạn sẽ dần dần các bạn có cái sự tỉnh thức, các bạn có cái sự thoát xác. Giống như là các bạn sẽ không còn để những cái chấp niệm cũ của con người cũ, những cái quan niệm sống nó đã không còn phù hợp với các bạn ở thời điểm hiện tại á, nó che mắt các bạn nữa. Đây là cái thời điểm mà mình thấy là tụ ba sẽ là một tụ mà các bạn bắt đầu nhận ra được rất nhiều những chân lý, những bài học, những thông điệp sâu sắc từ vũ trụ gửi đến cho các bạn. Các bạn không chỉ là người mà sẽ gọi là thành công, có được cái sự thành công cho riêng các bạn đâu. Và với tụ ba, cái sự thành công của các bạn nó sẽ mang lại thành công cho những người khác nữa. Hoặc là cái sự thành công của các bạn nó sẽ tạo cảm hứng, nó sẽ có được cái sự phước lành đến cho những người khác luôn. Trời ơi, tụ ba tuyệt vời quá. Cho con hỏi là ok, các bạn có chín gậy. Đúng là cái nguồn năng lượng của tụ ba, các bạn cực kỳ bận rộn ha, các bạn cực kỳ gọi là
có trách nhiệm, hoặc là các bạn có thể là con trưởng, là người có anh chị em, có em nhỏ, hay là các bạn đã có gia đình mà các bạn sẽ hỗ trợ gia đình các bạn rất là nhiều ha. Hoặc đơn giản là trong thời gian sắp tới các bạn sẽ làm việc nhiều, các bạn sẽ thậm chí là làm 2 hoặc 3 công việc cùng một lúc. The Emperor, trời ơi, tụ ba là một tụ năng lượng mà chính các bạn và những người mà đang đến với các bạn luôn ha, là những năng lượng rất cao, là những năng lượng trưởng thành, là những năng lượng mà có sự thấu thị, có cái trực giác, cũng như là độ phát triển trưởng thành tâm linh rất là mạnh. Không những vậy đâu mà tiếng nói của các bạn cũng có trọng lượng với người khác nữa. Giống như là những điều mà các bạn làm á, nó là một cái kim chỉ nam cho những người khác, họ noi theo, hoặc là họ lấy đó làm động lực để mà họ phát triển con người của họ tốt hơn. Hạnh phúc lớn dành cho tụ 2 là, cho xin lỗi, hạnh phúc lớn đang đến với tụ 3 là gì? Nine of Pentacles, chính xác luôn. Năng lượng của tụ 3 rất là mạnh về cái mặt nuôi dưỡng bản thân, nuôi dưỡng khu vườn bên trong, để mà các bạn trở thành một khu vườn ngát hương, và các bạn thu hút đến phước lành một cách rất là tự nhiên, rất là tràn ngập ánh sáng và phước lành ha. Tụ 3 là một tụ mà mình thấy là sự chín chắn và trưởng thành của các bạn rất mạnh ha. Có khả năng cao thì có thể các bạn không phải là những em bé còn nhỏ và mới ra đời, thì mình không thấy cái nguồn năng lượng đó ở đây nha. Còn nếu như mà các em còn nhỏ thì cái việc mà các em đã thức tỉnh tâm linh, hoặc là các em đã kết nối, đã phát triển được với higher self của các em rất là mạnh, thì đó là một điều rất đáng mừng. Rất là chúc mừng các em. Ok, cho con hỏi là hạnh phúc lớn nào đang đến với tụ ba. Hạnh phúc lớn nào đang đến với tụ ba. 10 gậy nữa. Tụ ba là một tụ làm việc rất nhiều. Các bạn giống như là những chú ong chăm chỉ, những con kiến chăm chỉ ha. Tha mồi về tổ nè, tha mật về tổ. Và các bạn có nhiều trách nhiệm. Các bạn là những người mà làm việc có thể là không ngừng nghỉ luôn. Đôi khi là các bạn làm và các bạn không đi chơi luôn. Dành thời gian ra để mà kiến tạo, để mà gọi là phấn đấu rất là nhiều. Ok, bây giờ hạnh phúc lớn đang đến với tụ ba. The Sun, wow, tụ ba có một cái năng lượng quá là đẹp luôn ha. Mình thấy là cái sự vui vẻ nè, cái nguồn ánh sáng của sự sống, của sự thành công và phước lành á, đang đến đối với tụ ba rồi. Và đây sẽ là cái nguồn năng lượng sắp tới của các bạn. Các bạn sẽ có được cái sự phát quang, hoặc là cái sự phát triển trong mặt nhận thức nè, về con người cũng như là công việc của các bạn ha. Mình thấy công việc của các bạn sẽ có cái sự phát triển rất là tốt ở đây. Các bạn sẽ là the sun, các bạn sẽ là ánh mặt trời để mà gọi là dẫn dắt người khác đó. Wow, Ace of Cups, yes, tình yêu, chính xác luôn ha. Các bạn ơi, tình yêu cũng đang đến ha. Một cái sự bắt đầu, một sự khởi đầu của những sự lãng mạn nè, những cái cảm xúc rất là đông đầy của cái sự nuôi dưỡng, của cái sự xuôi dòng ở đây rất là mạnh cho tụ 3. Và tiếp tục 10 ly. Dạo này lá 10 ly rất hay xuất hiện trong trải bài của mình. Thì mình thấy là năng lượng của các bạn nhà Fairies á, đang rất là ngọt ngào. Các bạn đang thu hút đến trong cuộc sống của các bạn một gia đình 10 ly, một gia đình của phước lành, của cầu vồng ánh sáng, với mẹ thiên nhiên, những đứa trẻ ở đây rất là tuyệt vời. Trời ơi, các bạn thấy không? Các bạn có một sự khởi đầu và các bạn có luôn một cái gia đình hạnh phúc và viên mãn như thế này. Thì thật ra mình thấy có nhiều khả năng nha, là khi mà các bạn bắt đầu cái kết nối này á, thì khoảng thời gian không lâu sau đâu, các bạn sẽ có
cái sự cam kết, các bạn sẽ có cái sự kết nối luôn ha. Một vài trường hợp thì mình thấy đây sẽ là người cũ ha, người các bạn đã từng tương tác rồi, người mà các bạn đã từng nói chuyện trong một mối quan hệ mập mờ, hoặc là một người yêu cũ của các bạn luôn. Và cái người này họ nhận ra được cái sự kết nối sâu sắc giữa bạn và họ, bởi vì các bạn thường hay mơ về nhau, các bạn còn có the lovers nữa. Trời ơi, tụi ba ơi, tụi ba nở hoa rồi, tụi ba nở hoa blooming rầm rộ luôn ha. Mình chúc mừng các bạn rất là nhiều. Và tình yêu của các bạn là một tình yêu được tác hợp, là một tình yêu được ơn trên, được đội ngũ bảo hộ tâm linh của các bạn xe duyên kết tóc cho nhau và dẫn đường, chỉ dẫn, chỉ lối cho hai bạn đến với nhau. 10 xu. Trời ơi, các bạn có một gia đình vừa hạnh phúc về mặt cảm xúc, mà các bạn còn có một cái gia đình rất là êm ấm và trù phú thịnh vượng về mặt tài chính, công danh sự nghiệp nữa. Trời ơi, tụi ba ơi, đây là một combo. Mình hay nói đùa, đây là một combo một combo ngát hương nha các bạn. Một combo của thịnh vượng, của phước lành rồi. Mình không biết nói gì hơn nữa. Trời ơi, tụi ba ăn mừng đi các bạn. Mình có nên lấy thêm bài không ta? Đẹp quá luôn rồi. Trời ơi, tụi ba ngày hôm nay là một tụi rất nở hoa luôn. Và giống như là các bạn sẽ là một cái hình tượng mà được rất nhiều người ngưỡng mộ nè. Những người mà trong cộng đồng của các bạn á, nếu như mà các bạn làm lĩnh vực mà chia sẻ tiếng nói, chia sẻ kinh nghiệm, hoặc là các bạn có một cộng đồng riêng, các bạn làm ở YouTube á, thì mình có cảm giác là trong cái thời điểm sắp tới á, những người mà ở trong cộng đồng của các bạn á, họ sẽ rất là được các bạn gọi là giúp đỡ nè, và truyền cảm hứng nè, và soi ngọn đèn để mà họ có thể trở thành những cái phiên bản trọn vẹn tuyệt vời nhất của họ, và cùng với bạn á, sẽ trở thành những cái ngọn đèn, sẽ trở thành những cái phiên bản linh hồn ánh sáng để mà giúp cho cuộc sống, giúp cho mẹ thiên nhiên, giúp cho những người khác á, họ được chữa lành hơn, được gọi là nở hoa. Yeah, nói đơn giản là giúp cho sự sống, giúp cho cuộc sống này sinh sôi và nở hoa. Trời ơi, rất là tuyệt vời luôn. Ok, thì với cái thông điệp mà mình có ở đây, rõ ràng là các bạn trong thủ ba, các bạn sẽ có liên kết với một người, mà cái người này là có duyên tiền kiếp với các bạn nha. Mình thấy có khả năng cao người này sẽ là cái người đã từng là vợ chồng, là tri kỷ, là người yêu đậm sâu, những mối tình khắc cốt ghi tâm ở kiếp trước. Thì kiếp này á, các bạn lại quay trở lại với nhau. Ở đây có nhiều cái năng lượng LGBT cũng sẽ có trong trò bài này ha. Nhưng mà đối với Tarot thì sẽ không có giới tính nha các bạn. Tất cả đều là năng lượng thôi. Cho nên là mình thấy là năng lượng của cả hai bạn là những năng lượng cao, những năng lượng rất là sẵn sàng, rất là yêu thương đủ đầy rồi. Cho nên các bạn, khi mà các bạn kết nối với nhau, là các bạn sẽ biết được đó là các bạn không ngừng ngại để mà xây dựng gia đình với nhau. Và các bạn thực sự là sẽ xây dựng được một cái gia đình của phước lành, của may mắn, của trù phú đủ đầy dành cho nhau ha. Trời ơi, một combo quá là ngát hương. Một combo rất là tuyệt vời ở đây. Trời ơi, mình thấy là tụi ba ơi, các bạn hãy sửa soạn một tâm hồn thật là đẹp. Như cái cách mà mọi người hay nói đùa với nhau á, thì hãy sửa soạn một tâm hồn thật là đẹp nè, cũng như là những cái sự yêu thương đủ đầy cho bản thân mình ha. Bởi vì một cái hành trình mới, và cái hành trình này rõ ràng là nó rất là ngọt ngào, đang chờ đợi các bạn trong thời điểm sắp tới nha. Một cái hành trình mà ở đó các bạn sẽ gặt hái được những cái thành quả nè, cho cái khu vườn mát hương của các bạn, cũng như là những cái quả ngọt, những cái tình yêu đang rất là tuyệt vời sẽ đến với các bạn ha.
các bạn có heart to heart conversation, có thể là hai người sẽ nói chuyện với nhau, có những cái buổi nói chuyện đi từ con tim tới con tim. Có thể cái người này nè, họ sẽ nhờ bạn bè của các bạn hoặc là bạn bè của họ để giúp đỡ, để mà liên lạc với các bạn, hoặc là để cho cái mối quan hệ này nó có được những cái sự gặp gỡ trở lại, hoặc là những cái buổi hẹn hò lãng mạn ha. Một mối quan hệ xứng đáng để các bạn chờ đợi và chắc chắn rồi ha. Với cái nguồn năng lượng 10 ly và 10 xu như thế này thì không còn nghi ngờ gì nữa. các bạn sẽ thật sự rất là biết ơn trong thời điểm sắp tới nha. Mình thấy là như vậy. Rất là khả năng cao là cái người này các bạn đã biết rồi, và các bạn sẽ gọi là quay trở về gặp nhau đó. Nhưng mà cũng không ngoại trừ trường hợp là đây sẽ là kết nối mới của các bạn, và cái hành trình á sẽ là những điều mà mình vừa mới miêu tả. Bây giờ mình sẽ lấy thêm charm về tình yêu dành cho các bạn nha, tại vì mình thấy nó liên quan đến tình yêu rất là rõ. Rất là tuyệt vời. Và câu hỏi là hạnh phúc lớn đang đến với tụi ba. Hạnh phúc lớn đang đến với tụi ba là gì? Hạnh phúc lớn mà đang đến với tụi ba là gì? Mình lấy được khá là nhiều charm về tình cảm dành cho các bạn nha. Trời ơi, tụi ba rất là được vũ trụ ưu ái. Good karma. Chính xác luôn. Đây chính là một cái quả ngọt dành cho các bạn á. Duyên nghiệp tốt đó các bạn. Người này họ sẽ chiến đấu cả thế giới vì các bạn luôn. Có nghĩa là gì? Cái người này khi mà họ đến với các bạn á, họ sẽ không ngại bất kỳ trở ngại nào cả, và họ sẽ chiến đấu với cả thế giới này để mà bảo vệ các bạn nếu như họ cần phải làm cái điều đó nha. Tức là họ cực kỳ yêu thương và họ luôn luôn muốn các bạn được an toàn, luôn luôn muốn các bạn được hạnh phúc, được như là lá bài đời xanh ha, vui vui như một đứa trẻ, vui như là một cái sự bừng sáng đó. Trời, các bạn tiếp tục có leader và leader. Có thể khả năng cao á, cả hai bạn trong mối cái mối quan hệ này đều là những nhà lãnh đạo, đều là những người đi đầu, đều là những người có tài lãnh đạo ha. Và năng lượng leader của các bạn chọn tụ ba rất mạnh, thật sự là rất mạnh luôn á. Như là các bạn là những người mà có tiếng nói trong cộng đồng, tiếng nói trong công ty, trong đoàn thể, trong xã hội. Wow, trời ơi tụi ba ơi, các bạn có get marriage nữa nè. Thông điệp của các bạn chọn tụi ba nó liên quan chặt chẽ mật thiết với nhau luôn ha. Ở đây mình thấy là sẽ có cái sự kết nối, và sau đó thì sẽ đi đến hôn nhân, đi đến cam kết. Và thậm chí là các bạn sẽ di chuyển đến một đất nước khác. Các bạn sẽ đến một đất nước khác để sinh sống định cư nha. Wow, trời ơi, tụi ba ơi, lên hương, lên hương. Cái thể cái năng lượng của cái người này sẽ rất là sáng. Họ sẽ khá là vui vẻ, thoải mái. Và họ sẽ là một cái người rất thích chia sẻ, rất thích nói chuyện đó. Chứ không phải là cái người quá trầm lắng ha. Hoặc đây có thể là năng lượng của bạn. Nếu như mà phù hợp với năng lượng của ai thì các bạn cứ đón nhận theo câu chuyện của các bạn thôi nhé. Supportive, caring, mature. Trời ơi, chính xác luôn. Rất là trưởng thành. Năng lượng của tụi ba là một năng lượng trưởng thành. Những cặp đôi trưởng thành và đầy ánh sáng và thông thái. Ok. Và cái người này họ rất là quan tâm, rất là ủng hộ các bạn ha. Với những cái hành trình, với những cái điều mà các bạn làm á, cái người này họ sẽ cực kỳ hỗ trợ các bạn luôn. Những người có cái nguồn năng lượng rất là ngầu, rất là tự tin, xinh đẹp. Bốn 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 à, các bạn có số thiên thần 444, các bạn có thể lên Google để tìm thêm số thiên thần nha. Lucky love. Trời ơi, tình yêu may mắn, tình yêu phước lành. Đây là một cái may mắn dành cho bạn và cả người đó ha. Hoặc có thể nói đơn giản đó là các bạn rất may mắn khi tìm thấy nhau. Các bạn rất may mắn khi tìm gặp được nhau. Và linh hồn của cả hai á, rất là hạnh phúc khi mà được kết nối cùng nhau. Really soon nè các bạn.
các bạn có một cái thông điệp về thời gian rất là tuyệt vời luôn. À, rất sớm thôi ha, và cái tốc độ của nó như là tốc độ tên lửa vậy đó. Trời ơi tụi ba ơi, ngọt ngào hóa sâu răng rồi. Mình nghĩ là mình sẽ lấy những thông điệp như thế này bởi vì mình cảm giác là nó đã khá là đủ rồi. Mình sẽ ngừng tại đây dành cho tụi ba. Thì mình xin chúc mừng các bạn chọn tụi ba rất là nhiều. Và nếu như các bạn đã sẵn sàng đón nhận những thông điệp này đến cho cuộc sống thì hãy để lại bình luận ha, bất kỳ điều gì. Và nếu như chưa đăng ký kênh, hãy đăng ký để xem thêm nhiều video khác. Câu chuyện của các bạn nếu mà có liên quan thì cũng hãy chia sẻ với mình để mình chia sẻ chúc mừng nha. Và hẹn gặp lại các bạn chọn tụi ba ở những video lần sau ha. Bye bye.